Ui, cơ sở đẹp thế nhở? Ui ơi, mới khai trương à? Lắm hoa nhở? Đi vào đây với anh Toản ơi, đi vào đây. Đấy. Chào anh ạ. Chào em. Ui rồi, cơ sở khai trương hoành tráng quá nhở? Rồi. Chào anh, em là nhân viên tư vấn Phúc Anh ạ. Không biết hôm nay anh Dương đến Phúc Anh để làm gì anh nhở? Hôm nay đến đây mua máy tính để làm gì nữa? Ôi em cứ tưởng anh đến mua điện thoại chứ hôm nay là máy tính à anh? Phải máy tính như điện thoại thì anh đâu có đầy rồi. Bây giờ thế này anh bảo nhá. Thay vì việc lựa chọn mua một cái điện thoại bộ nhớ trong 1T mà về chỉ chơi rắn săn mồi. Đấy, edit bằng CapCut mà giá lại 50 triệu. Đấy, thì bây giờ thì bảo tư vấn cho anh một cái máy tính đi. Cũng tầm giá 50 triệu thì em biết rồi đấy. Anh thì anh làm dựng video đúng không? Đấy thì cái máy tính này là phải dựng được video. Để thứ hai nữa là anh em mà dựng xong mà mệt ý là vẫn có thể là chơi game được. Đấy, thì bây giờ bảo tư vấn cho anh. Dạ vâng. Thì thưa anh là em đánh giá rằng ấy là với công việc của anh là một content creator chuyên nghiệp. PC mà mình hướng đến ấy là rất là nặng về công chính việc xác. Thiết kế đồ họa, chuẩn luôn, edit video. Vậy nên em nghĩ là em đã tưởng tượng ra trong đầu những cái linh kiện cần sử dụng cho bộ PC của anh rồi. Rồi thì mang luôn đây cho anh. Mang luôn. Ây da cha. Ui ơi, mang ở đây nhiều phết nhờ. Thế bây giờ tư vấn cho anh từng cái một nhá. Dạ vâng, thế thì em sẽ tư vấn cho anh từng cái một. Bắt đầu từ cái bộ não của bộ PC này là chiếc CPU Core i5 12600K đến từ Intel. Core i5 thế hệ thứ 12, 12600K. Thế bây giờ anh hỏi nhá, 12600K thì anh có thể làm được những cái gì nào? Vâng, thưa em nghĩ rằng là với một cái CPU mạnh mẽ vừa ra trong mắt trong năm nay là CPU Intel thế hệ thứ 12 như này thì anh sẽ có 6 nhân hiệu quả, 4 nhân là tiết kiệm điện với số lượng nhân luồng là tổng là 16. Thì với 16. Số lượng nhân luồng nhiều như thế này ấy thì anh có thể làm tất cả mọi việc từ edit video của anh cho đến chơi game thoải mái luôn. Với thế hệ 12 mới nhất đến từ Intel này thì nó sẽ được trang bị cho mình cấu trúc Line, khác với những cái CPU Intel thế hệ 11 trở về trước là nó có hình vuông, thì bây giờ nó đã mang cho mình hình chữ nhật mới nhất. Hình chữ nhật thay vì hình vuông đúng không em? Đúng rồi, vậy nên là cái bo mạch chủ nó cũng phải thay thế làm sao cho nó phù hợp với việc mình gắn cái socket đấy vào. Được quá nhờ, nhưng mà anh ấy là anh thấy là cái chú vừa nói cái gì nhỉ? Tiết kiệm gì nhỉ? Có 4 nhân tiết kiệm điện đấy. Ôi tiết kiệm điện mà lại hiệu năng cao nữa thì còn gì bằng đúng nào? Được, nhưng mà anh nói với em biết chứ, bây giờ cái con chip nó mạnh như này thì em cũng phải tìm cho anh một cái nó xứng tầm chứ nhỉ? Ui rồi, Z690 Eline kìa. Dạ vâng. Ui rồi, bảo hành 3 năm cả. Ui anh nói với em biết chứ, anh thành lập kênh Dương Dê đến bây giờ mới chỉ có hơn 3 năm thôi, anh cũng chỉ khấu hao trong 3 năm thôi. Đấy mà 3 năm được bảo hành là anh yên tâm rồi, nhưng thôi, chú giới thiệu luôn cho anh con này đi. À dạ vâng, thì với cái chiếc bo mạch chủ Z690 đến từ Gigabyte này thì là nó sẽ trang bị cho mình đủ cổng cấp nguồn, trang bị cho mình là cả khả năng hỗ trợ RAM DDR5. Hỗ trợ cả DDR5. Vâng, và cũng hỗ trợ luôn cả chiếc CPU Intel thế hệ mới nhất này có thể vận hành full công suất. Nghĩa là hỗ trợ được full công suất luôn. Full công suất chính luôn. Chính xác rồi đấy, anh là anh phải cần cái đó chứ bây giờ mà em bảo nhá, cái này mà chỉ hỗ trợ được 80% thì coi như là anh đấy, mất 20% rồi đúng không? 20% giá tiền của cái CPU rồi, nó rất chính là dở. Đấy, vậy nên là một cái bo mạch chủ xứng tầm nó rất là xứng đáng với một chiếc CPU Intel nó mạnh mẽ như thế này. Đấy. Rồi. Thế bây giờ anh hỏi nhá, bây giờ cái này nó xứng tầm rồi này, thế bây giờ cạc thì nó cũng phải xứng tầm nữa đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đây, anh thấy chú ở đây, em đã chọn cho anh đây rồi. RTX 3060, cái này là năm 2020 là con này cực hot rồi này. Đúng rồi anh cực ạ. Cực hot luôn. Thế bây giờ anh hỏi, bây giờ là đầu 2022 rồi, thế thì cái này chú giới thiệu cho anh là cái GPU này thì nó sẽ như thế nào đây? GeForce RTX 3060. Vâng. Với giai đoạn là đầu năm 2022 này thì với việc là cái dòng card đồ họa 3000 series của NVIDIA vẫn đang là dòng card đồ họa cao nhất. Thì đây chiếc RTX 3060 này vẫn sẽ trang bị đầy đủ tất cả các cái công nghệ hình ảnh từ DLSS cho đến là ray tracing, giúp anh vừa trải nghiệm chơi game thỏa mãn và là vừa edit đồ họa thoải mái luôn. Đấy. Thế bây giờ anh hỏi nha, ví dụ anh là cũng hay chơi game rắn săn mồi. Đấy. Con này thì đáp ứng được rắn săn mồi không? Em nghĩ là nếu mà game rắn săn mồi có 4K ấy thì mình chơi được cả rắn săn mồi 4K luôn. Ôi, chơi được cả rắn săn mồi 4K thôi, đùa thôi anh hỏi thật. PUBG chơi như nào? Em nghĩ PUBG anh chơi 2K thoải mái. PUBG chơi 2K thoải mái. Vâng. Thế bây giờ các đồ họa thì cũng đã xứng tầm rồi, thế bây giờ chú phải tư vấn cho anh một cái RAM nữa, nó phải xứng tầm chứ đúng không? Đúng rồi. Bo mạch chủ của mình, CPU của mình đã hỗ trợ RAM DDR5 rồi, vậy thì ngại gì? Đây, anh không trang cầm nhầm mình luôn cả một cặp RAM này. Kingston Fury Beat 5200, 32GB tổng của hai thanh, một thanh 16GB. Đấy, với một cái mức xung nhịp 5200 cao như thế này ấy thì cái mức xung nhịp này nó gần như là gấp đôi cái mức xung nhịp 3200 thông thường trang bị ở những chiếc máy ở thế hệ trước đấy. Như thế thì nó sẽ cung cấp đủ băng thông cho chiếc CPU và cả cái bộ máy của anh vận hành thoải mái. Nghĩa là bây giờ anh hiểu như này là tất cả những cái này nó đều link với nhau và khi kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái
mức công suất là tối đa có thể. Đúng rồi. Mà không bị hao mòn ở bất kỳ cái phần nào cả. Đúng rồi, em đã build cho anh là em sẽ build cho anh làm sao để anh tận tới từng đồng luôn, chất tới từng đồng. Đấy, bây giờ anh nói với chú chứ. Đấy, bỏ ra 50 triệu được RAM lên tới là 32GB. Đấy, bây giờ anh hỏi em cho bây giờ bỏ ra 50 triệu mà RAM có 6GB thì úi trời ơi. Đúng nào. Rồi. Thế bây giờ SSD đi, bây giờ anh nói với em biết nhá. 50 triệu là anh đã mua được một cái điện thoại bộ nhớ ram 1T rồi. Thế bây giờ anh hỏi thật, anh còn đủ ngân sách để mà mua một cái SSD tầm khoảng 1T nữa hay không? Ôi thoải mái anh, đây. Vẫn đủ. Đủ luôn, em chuẩn bị luôn đây rồi. SSD KC3000 cũng đến từ Kingston. Tốc độ đọc ghi của chiếc SSD này có thể lên đến 7000MB trên giây và với độ bền cao lên đến 3200TB Triton. Đấy, anh có cần em giải thích không? Có, giải thích luôn cho anh. Ví dụ nhá, bây giờ anh có một cái suộc là anh quay 4K khoảng tầm 40-50GB gì đấy. Đấy, tốc độ đọc của nó là khoảng 7GB một giây. Đấy, anh đem vào trong render, đem vào các app để mình cắt này, mình edit này, mình thêm hiệu ứng các thứ, hoa lá hẹ máy chạy mượt luôn. Ôi đấy, SSD này cực kỳ quan trọng, chạy cực kỳ nhanh, một trong những SSD chạy nhanh nhất luôn đấy anh ạ. Đấy. Nhưng mà cái này là anh nghĩ là cực kỳ quan trọng này, bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà một video render bây giờ là anh phải mất 30 phút, anh ví dụ thôi. Vâng. Thế bây giờ với cái này anh render anh mất 10 phút. Đấy. Như vậy là anh đã tiết kiệm được 20 phút rồi. Đúng rồi. Mà bây giờ anh nói cho em biết, em thấy trên kênh của anh một ngày anh xuất bản tới 6 video. Đúng rồi. Mà 20 nhân với 6 thì là 120. Ui, một ngày tiết kiệm là 2 tiếng. Mà 2 tiếng đấy đấy để anh rủ nhân viên đi chơi đúng không? Đúng xuống rồi. Hồ bơi ở dưới bơi 30 phút đúng không? Lên lại tắm bùn tiếp lại 30 phút nữa xong rồi đi đâu đấy mất 1 tiếng nữa thì ui trời ơi, 2 tiếng đấy tiết kiệm anh có thể làm được việc khác, làm được rất nhiều việc. Công đúng nhận. Rồi anh ạ. Đấy, anh cứ tin tưởng vào những cái sản phẩm mà em đã chọn cho anh ngày hôm nay. Đấy, nó em đã chọn những cái linh kiện nó tốt nhất phục vụ cho cái công việc content creator cho anh. Mà đấy, mình làm việc nhanh, mình xong việc nhanh, đấy mình lại có thời gian chơi game, có phải là thì đúng rồi. Hai đường không? Ôi chuẩn luôn, đúng rồi. Bởi đấy, làm việc xong là còn có thời gian để chơi game, đúng rồi. Ôi, ví dụ như là chuẩn. Nhưng mà chơi game đây anh nói thật với em chứ. Đấy, đây là anh mua cho thằng Kha thì nó chơi game là chính rồi, chứ cả anh phải đi massage. Chứ chơi game là cái gì đúng không? Vâng. Rồi thế còn cái gì nữa chú tư vấn tiếp cho anh nào? Vâng, vậy thì trên những cái tổng thể linh kiện cơ bản như thế này, vậy thì em sẽ trang bị cho anh luôn là một chiếc vỏ cây và cả tản nhiệt NZXT để hoàn thiện chính luôn cái góc của anh, làm đúng sao rồi cho nó thật là sang nhất. Đúng anh rồi. Ok chưa? Riêng cái bộ cây là chú phải làm cho anh sang, bởi vì sao? Bởi vì là ngoài cái việc là chơi game tốt thì hàng ngày anh phải ngắm nó tí đúng không? Đúng phải chiêu nó tí đúng không? 50 triệu mà. Có gì 50 đâu. Triệu mà. Ví dụ như là bây giờ bảo khách đến nhà chơi đúng không? Nhìn vào cái bộ PC nó 50 triệu thì khéo đi điều giá về khách hàng nó được còn được cao hơn đấy nhỉ? Dạ vâng. Đúng không nào? Ờ đấy, bây giờ tư vấn cho anh bộ cây nó đẹp đẹp tí nhá. Dạ vâng, vậy thì em sẽ lắp đặt các cái linh kiện này và mà anh em mình sẽ test luôn cả bộ cây này ở ngay tại đây luôn nhá. Nhất trí, làm luôn. Vâng. Ui, rực rỡ quá nhỉ. Ui, có cả đèn LED RGB này. Ui, CPU của em có cái hiển thị từ nhiệt độ này cơ. Ui, ngon thêm. Ở phía dưới này, ui, logo còn cả phát sáng này. Được đấy, ui rồi, chú làm cho anh con này là chất đấy. Nhưng mà anh thấy là nghe chừng là cái game này có vẻ là hơi nhẹ so với cả cái CPU của anh nhỉ. Vâng, anh nhìn xem kìa, CPU bây giờ nó loát có 18-21%. Nói chung là cái tựa game Dota 2 này là một tựa game nó cũng không phải là nhẹ đâu. Mà bây giờ cái CPU của mình nó gánh đơn giản như thế thì anh thấy là cái bộ máy này nó đỉnh như thế nào đấy. Đỉnh, mà em đỉnh. Nghĩ là mình nên test thêm một vài tựa game khác cũng như là test luôn cái khả năng edit video để anh thấy được rằng là cái bộ máy này nó phù hợp với công việc của anh nhá. Được, để anh cho thằng Kha test game cực nặng luôn. Bây giờ anh nói cho em biết nhá. Cái này là có 31 độ C, 32 độ C như này thì cái này anh nghĩ là phải dưới 60 độ là vẫn cứ ngon nghẻ đúng nào. Và đây có ba mấy này chưa được một nửa thế này thì ui giời ơi. Được, được. Ui giời ơi, gió thổi cũng kinh đấy, được đấy, được đấy. À, nhưng mà anh thấy là con này rất êm nhá. Cực êm luôn này, không nghe tiếng động gì cả đấy. Đúng vâng, đúng rồi. Bây giờ là cái góc làm việc của anh bây giờ đã có thêm một cái thành viên mới, vừa có thể làm việc tốt, vừa có thể chiến game tốt. Đấy, vừa lại có tính thẩm mỹ. Đấy, quá tuyệt đúng không nào? Đúng rồi, rồi. Kha ơi, lại đây test cho anh nữa nào. Kha, Kha, Kha. Thấy con này nào? Ui giời ơi, con này rất là tuyệt vời anh ạ. Mượt không? Rất rất mượt ý. Nhiệt độ? Nhiệt độ nó không phải là vấn đề anh ơi. Thế còn tiếng ồn thì sao? Hình như quạt nó không chạy anh ạ. Marketing mà không chạy luôn ý. Được, được. Thế bây giờ chốt con này hay là mua điện thoại? Ui dồi ôi, con này chứ anh. Rồi, được rồi, thế đi anh xuống anh thanh toán nhá.
Rồi ok nhá, thôi giờ thanh toán cho anh nhá. Ôi anh ơi, thẻ đen này trông có vẻ hơi nặng đấy anh ạ. Ôi anh toàn để cho con anh làm sức kẻ thôi. Đây nhưng mà giờ anh bảo này, chú làm sao để cho anh về anh lấy cái cây của chú, anh về anh cày Bitcoin anh còn hoàn lại vốn chứ, đúng không? Ok anh luôn. Rồi. Nhờ các bạn nhân viên. Đây nhá, bây giờ thì anh bảo nhá. Bây giờ chú xem có khuyến mại gì cho anh hay không. Đấy, anh thôi thôi, anh thì không cần khuyến mại. Đấy, anh có gì ngoài tiền đâu mà cần gì phải khuyến mại, đúng không? Đấy, nhưng mà quan trọng ấy là viewer của anh thì được khuyến mại gì không? Đấy, chú nói hết đi. Là vâng, thì nhân dịp khai trương cơ sở mới 89 Lê Duẩn thì công ty Phúc Anh là có rất nhiều cái chương trình khuyến mại từ các cái sản phẩm laptop cho đến linh kiện là các khách hàng đến với Phúc Anh và đặc biệt là đến với cơ sở 89 Lê Duẩn thì đều sẽ có quà check-in và những cái sản phẩm với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Rồi, nói chung là hấp dẫn đúng không? Nói chung là hấp dẫn anh. Rồi, về gửi cho anh cái link để anh ghi ở phần comment rồi, để cho anh em nào mà thích mua thì có thể kích vào nhá. Dạ vâng. Rồi.